là nguồn lành sáng ơn cứu độ con còn sợ người nào. Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa là nguồn lành sáng ơn cứu độ con khiếp sợ chi ai, sợ gì ai. Nguồn ánh sáng, nguồn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo ngại chi ai. Là thành lũy thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hay lo gì. Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa là nguồn ánh sáng ơn cứu độ con có sợ người nào. Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa là nguồn ánh sáng ơn cứu độ con khiếp sợ chi ai, sợ gì ai. Trọn cuộc sống thân con Chú trong nhà Ngài là nơi con hằng mơ ước, hầu được luôn cùng chiêm thánh nhan diêu hiền và xem điện thánh huy hoàng. Chúa là nguồn ánh sáng ơn cứu độ con có sợ người nào. Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa là nguồn ánh sáng ơn cứu độ con khiếp sợ chi ai, sợ gì ai. Lạy Thiên Chúa, con luôn vững tin nơi Ngài, rộng ban ơn thay lòng cậy trông, an tâm sống vui can trường và tin vào Chúa an bài. Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa là nguồn ánh sáng ơn cứu độ con có sợ người nào. Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa là nguồn ánh cứu độ con khiếp sợ chi ai.